Chào mọi người nha, đoạn dịch sim của mình nay được 20, 21 ngày rồi nha mọi người. Đây. Thì rất là lạnh luôn nha mọi người. Quá trời trường dơ, mấy ngày nay mưa quá trời luôn. Mưa liên tục. Mình nó lạnh nha mọi người. Dịch bên mình rất là khỏe mạnh luôn nha. Quá trời dơ luôn. Trường dơ hết biết, trường cát mà nó dơ cỡ này nè. Mưa gì tối ngày sáng đêm luôn. Hey. Mình ngồi có bắt dịch sim liên hệ mình nha. Giao khu vực Cà Mau Bạc Liêu luôn. Giống dịch thì mình giao ở Cà Mau với Bạc Liêu rất là nhiều rồi.